Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đến với những thông tin từ giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á ABL 2016. Và chiều ngày hôm qua thì các cầu thủ của câu lạc bộ Sài Gòn Heat đã bước vào trận đấu thứ 13. Và ở trận đấu này thì thầy trò huấn luyện viên Anthony Gabelotto đã gặp rất nhiều lợi thế. Đó là được thi đấu trên sân nhà và chỉ phải tiếp đón một đội bóng đứng ở cuối bảng xếp hạng, đó chính là Pilipinas MX3 Kings của Philippines. Tuy nhiên, có lẽ là việc phải thi đấu 3 trận liên tiếp ở 3 quốc gia khác nhau đã làm ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ của câu lạc bộ Sài Gòn và do đó họ đã bất ngờ phải chịu thua. Hiệp đấu đầu tiên đã cho thấy phần nào bất lợi về thể lực của các cầu thủ Sài Gòn Heat khi họ để đối thủ thực hiện tới 21 pha dứt điểm và dẫn trước 20-14 sau 10 phút đầu tiên. Bước sang hiệp 2, các học trò của huấn luyện viên Anthony Gabelotto đã tiếp cận trận đấu một cách chủ động hơn và tận dụng tốt hơn những pha dứt điểm của mình. Tuy nhiên, việc để cầu thủ xuất sắc nhất đội khách Arizona Reyes ghi tới 21 điểm dễ dàng đã khiến Sài Gòn Heat bị bỏ xa 12 điểm với tỷ số 42-30. Ở hai hiệp đấu còn lại, trong khi cây ghi điểm chủ lực là Daniel bị tâm lý, thi đấu có phần nóng vội và thiếu hiệu quả, thì William Crickmore lại trở thành người giữ vai trò đầu tàu trong thế trận tấn công của Sài Gòn Heat. Anh ghi tổng cộng 22 điểm và 15 lần bắt bóng bật bảng trong trận đấu này, giúp Sài Gòn Heat duy trì thế trận bám đuổi trước đội khách. Đáng tiếc, trong một ngày không may mắn khi thể lực suy giảm cùng sự thiếu chính xác trong không dứt điểm, câu lạc bộ Sài Gòn Heat đã phải chịu thất bại chung cuộc với tỷ số 68-88. Dù vậy, kết quả này cũng không ảnh hưởng tới vị trí thứ tư của câu lạc bộ Sài Gòn Heat trên bảng xếp hạng giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á. Việc phải thi đấu 3 trận sân khách liên tiếp trong một quãng thời gian ngắn đã khiến thể lực của các cầu thủ bị suy giảm đáng kể. Tuy nhiên, tôi cũng không phủ nhận toàn đội đã thi đấu không thành công ở trận đấu này, nhưng tôi vẫn tin tưởng rằng cơ hội cạnh tranh chức vô địch của giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á vẫn chưa khép lại và chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết mình ở các trận đấu còn lại. We knew that.